Jennie đề ánh bại té ơn, SNSD làm chùm, tiết lộ thú vui mới khi làm bà chủ. 2024 được coi là một năm thú vị và bận rộn đối với Jennie. Không chỉ hoạt động sôi nổi ở các lĩnh vực, Jennie còn gặt hái được nhiều quả ngọt trong sự nghiệp của mình. Các fan hiện đang rất mong chờ vào các dự án sắp tới của cô nàng. Viện Nghiên cứu Danh tiếng Thương hiệu Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu cá nhân cho thành viên các nhóm nhạc nữ POP tháng 1 năm 2024. Thứ hạng được xác định thông qua phân tích chỉ số tham gia của người tiêu dùng, độ phủ truyền thông, truyền thông và nhận thức cộng đồng của 655 thành viên nhóm nhạc nữ, sử dụng dữ liệu thu thập từ ngày 21 tháng 12 năm 2023 đến 21 tháng 1 năm 2024. Jenny của Blackpink quay trở lại vị trí số 1 bảng xếp hạng sau 2 tháng, với điểm số danh tiếng là 3.392.111. Trong một tháng vừa qua, Jenny đã phủ sóng, truyền thông khi công bố thành lập công ty riêng và liên tục xuất hiện tại các show chương trình thực tế. Điều này đã giúp danh tiếng của cô tăng thêm 12,85% so với tháng 12 năm 2023. Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của Jenny bao gồm Odd -E Red Carpet weekly và One of the Girl. Các cụm từ liên quan đến thứ hạng cao nhất gồm chúc mừng, xuất hiện và tiết lộ. Phân tích tích cực tiêu cực của Jenny cũng cho thấy tỷ lệ phản ứng tích cực là 91,05%. Xếp sau Jenny là Te Ơn. SNSD Hanini NewJeans Karina aespa và hai thành viên cùng nhóm là Jisoo và Lisa. Như vậy, sau hai tháng bị thành viên nhóm NewJeans vượt mặt, Jennie đã lấy lại được phong độ, duy trì danh tiếng thông qua việc thành lập công ty mới. Đây có thể được xem là bước đầu thuận lợi cho hoạt động trong tương lai của cô nàng. Vừa qua, Jennie Blackpink cũng đã có buổi phát sóng trực tiếp để giao lưu với người hâm mộ và chia sẻ về công việc, cuộc sống nhân cá nhân. Nữ thần tượng xuất hiện với trang phục giản dị và trang điểm nhẹ nhàng. Theo đó, buổi livestream được thực hiện trên xe của Jenny, thời điểm cô trở về nhà sau khi quay chương trình tạp kỹ. Trong suốt thời gian phát sóng, Jenny luôn khiến người hâm mộ thích thú với biểu cảm dễ thương. Nữ thần tượng cũng tương tác với người hâm mộ một cách tự nhiên, thoải mái như những người bạn